Vâng, em xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng Em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Vâng, thì cảm ơn tất cả các bác những cái video gần đây, video hôm qua cũng vậy, em quay rất nhiều hàng khủng. Nhưng cái giới chơi đồ cổ đồ châu Âu mình cũng rất nhiều bác đợi những cái món hàng hot, hàng hit, hàng đẹp như vậy để lên. Và hôm qua thì các bác cũng nhiều bác cũng đã chất vơi hết cả, vâng, đi đến 65% cái đơn hàng hôm qua em like các bác nhé. Với những đây các bác nhìn cho em những cái con hàng hôm qua đúng không ạ? Chỉ còn một con bé này đúng không ạ? Và những cái con hôm qua thì gần như là hết rồi các bác, gần như là hết rồi, không còn đâu. Bên em lại mới về được một đôi công to rất là đẹp luôn các bác này. Và con tạ khúc cũng to vừa đẹp có nhé, vừa to vừa đẹp. Với những cái con đồng hồ, những vai bò Odo và một số các sản phẩm đây, thì em xin like dần dần từ dưới lên. Đầu tiên thì em like con số 1 các bác nhé. Dáng này thì dáng nó gần giống kiểu cái sừng của con trâu đấy các bác, giống sồng đúng không ạ? Con này thì dáng kiểu là dòng tạ lê cổ, nhưng mà nó không hẳn là tạ lê, nó dở tạ lê, nó dở tạ khúc. Nhưng cái điều đặc biệt của nó thì nó lại chơi, nó chơi cót các bác nhé, nó chơi cót. Và con này thì nó là đời cổ xưa của đồng hồ Đức, thì chắc là nó có một cái giai thoại ngắn nó sản xuất cái này. Thì sau cái này cái mức độ thành công và đẹp nó về sau cái hãng Hà Lan nó ăn trộm, nó làm thành đồng hồ tạ, đúng không ạ, những cái con tạ lê phổ thông như bây giờ. Thì đây là trên nền là nền cốt sơn dầu và đồng là đồng cổ quá. Đây các bạn nhìn cho em, đồng mặt cổ và những cái họa tiết hoa văn của nó thì nó làm rất là kỹ, đúng không ạ, rất là kỹ. Và chi tiết của nó rất là chi tiết, và trông nó nhìn trông của nó thì các bác nhìn trông các cái tranh cổ người Đức đúng không ạ, nó nhìn thì nó mường tượng ra được nhiều thứ, nên cái giá trị về vật chất thì nó rất là cao đúng không ạ. Nó không phải đúng không ạ, nó vừa theo cái viện phóng khoáng xòe xòe, nhưng mà nó lại vừa nhiều chi tiết tỉ mỉ. Con này thì nó đánh chuông chén quá nhé, đây nó đánh chuông chén rất là to, trên mặt là lên gỗ sơn dầu. Và con này thì nó đứng bằng 5 chân, nó đứng như của con bao. Và trên này thì nó không chạm vào cái gì hết các bạn, nó không chạm vào cái gì hết, nó đứng như của con bao luôn các bác nhé. Nó độc đáo là như vậy. Nó đứng ở bên ngoài, kim là kim đồng cổ đúng không ạ? Kim đồng cổ, và những cái kim này là kim được cắt bằng tay thủ công. Con này thì chắc chắn tầm trên 100 tuổi, và em xin sale con này giá kỷ lục luôn các bác nhé. 3.600.000 đúng không ạ? Giá có 3.600.000, các bác không thể tìm được cái con vừa độc vừa dị vừa đẹp và sơn dầu và giá tốt như con này. Nó chơi cót thì có nhé. Ba triệu sáu trăm nghìn. Con này thì bác là chơi độc, chơi cổ, chơi dị, các bác chơi con này nhé các bác nhé. Nó là đồng hồ chạy cót thì nó không phải dòng tạ các bác nhé, nên là nó giá trị sưu tầm nó rất là cao. Các bác thì các bác chơi được những cái con như này hầu như không có gặp con thứ hai ngoài thị trường đâu. Bọn em gặp những con đầu tiên, nhưng mà cũng không vì thế mà bọn em bán giá nó cao lên đúng không ạ. Bọn em còn bán giá cực kỳ là phổ thông cho các bác nhé. Với những các bác thợ, các bác nhìn những con này này, để cho một số người, những cái người người ta sưu tầm đồ cổ thì những cái ra tấm ra món đấy các bác nhé. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ vai bò. Thì con này thì nó là mặt số lỗi chân loại kim loại chân cài có nhé, mặt số lỗi kim loại chân cài, một trong những cái dòng rất là hiếm, mặt tròn. Và em thì cũng xin bật mí, đây là một chiếc đồng hồ Odo mặt số lỗi. Các bác đã biết là Odo mặt số lỗi nó giá trị đến như nào đúng không ạ? Nhưng các bác nhé, nhưng bên em cũng nhập về đại trà số lượng lớn cả 100 con, trong khi đó nó vướng một con hai con Odo vào. Và cái dòng Odo này các bác biết bộ máy của nó cũng mười mấy triệu rồi đúng không ạ? Và cái dòng Odo này quá. Odo này thì thực ra thì cái dòng song tiện, các bác biết dòng song tiện và dòng vai bò thì nó rất là hiếm, nó rất là ít. Hãng Odo nó rất là ít này, nên cái giá trị sưu tầm của nó rất là cao. Nhà các bác mà chơi 5-7 con Odo mà các bác vẫn thiếu sót con vai bò Odo thì đúng ra là bác thiếu thực sự đúng không ạ? Với kể cả những cái song tiện, nhất là song tiện với Odo 36 cũng vậy các bác nhé. Các bác thiếu là các bác thiếu sót thực sự luôn. Vâng, và con này nó là chiếc đồng hồ Odo. Vâng, nó đời kiểu đời Odo 30 các bác nhé. Đời kiểu đời Odo 30, có chữ A10 các bác này. Đời âm thanh kiểu nó rất là hay các bác nhé. Đây, củ khôn là củ khôn ốc bạc các bác nhé. Và âm của nó thì phải nói là kinh điển luôn, đúng không ạ? Các bác nghe âm của nó rất là to. Dòng Odo này thì nó đánh tiếng của nó bao giờ nó to và nó chắc hơn các dòng khác. Hay
Đúng rồi, nó rất là hay các nhá. Hộp của nó là hộp âm trầm. Và máy này là đời máy hợp kim trắng các nhá. Đời máy hợp kim trắng này rất là bền, thì được nó được sản xuất ở những cái giai đoạn từ khoảng tầm giai đoạn đầu của Thế chiến thứ 2. Khi đó thì đúng ạ, khi đó thì Thế chiến thứ 2 Hồng quân Liên Xô khi đó là đánh với phát xít Đức các nhá. Thì nó sản xuất khoảng trước những năm 19 đúng ạ, 1940-50. Nhìn máy thì rất là đẹp, các nhìn máy thì phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Em bán cho bác giá này giá thợ. Các bác ít khi gặp cái giá này ngoài thị trường, bao zin chuẩn chỉnh cho các bác. Con này em sẽ sale với giá 9.800.000 này các bác. 9.800.000 này các bác, mua cái mặt số không đủ tiền các bác. Và em ghi số là số 2 đi. Con này có số 2, mã số 2 các bác biết, con vai bò đô quá nhé. Các bác có thể là gặp bất kỳ vai bò Dung Han hay tất những cái hãng cái hàng cỏ, vai bò như FHS này hoặc vai bò Verdex này. Vai bò Kenji thì gặp quá là nhiều, nhưng gặp vai bò Odo này thì các bác một năm chắc ra gặp các đơn vị lai 1 đến 2 lần đấy, nó không có nhiều, không nhé. Và tới đây thì em xin like một chiếc đồng hồ. Con này nó là chiếc đồng hồ ông Tây đánh chuông. Size của nó là size lớn các nhé, size nó size lớn. Cái hình này thì cái con ông Tây đánh chuông này thì nó được sản xuất khoảng những cái năm 1950 các nhé. Nó được khoảng sản xuất với những năm 1950. Nó có giai điệu đánh bong bong bong. Nó được cái người Pháp, người nghệ nhân người ta chế tác ra. Nó mang đúng rồi, nó mang dấu ấm, nó mang cái dấu ấm ấn của cái âm hưởng cổ điển của những cái của thầy tu quá, của thầy tu đánh chuông. Cứ quay kim đánh. Đúng ạ. Các bác nhìn có thể nhìn thấy thầy tu thì đang cầm cái búa gõ chuông quá nhé. Thầy tu thì rất đẹp trai đúng không? Tiếng rất là ấm các nhé. Ok. Rồi em rút máy. Cái này thì em còn chưa chốt mặt vào các nhé, em chưa chốt mặt này. Máy đây các nhé. Máy đời này đời Odo vách dâu triện chán Odo 20 quá nhỉ, đời Odo 20, một trong những dòng máy vâng, các bác nhìn nhá, đúng không ạ? Đây là chữ ký của người chủ ở bên châu Âu, người ta ghi vào. Máy thì rất là sạch sẽ đúng không ạ? Máy này thì các bác có thể chấm dầu đang chạy. Quả lắc đây các bác nhé, quả lắc cũng rất là đẹp. Côn đồng có nhá. Ok, lắp cho các bác. Con này thì thường thường ngoài thị trường thì bên em đều dao động khoảng tầm 6.500.000 đến 6.600.000. Nhưng bên em thì hôm nay bên em chiên khách hàng, và chiên khách hàng bao zin chuẩn chỉnh. Con này bên em xin sale với giá 5.900.000 quá. 5.900.000 các bác đã có con Odo ông chuông đánh Tây. Con này thì nó là con size lớn các nhá. Con size lớn thì nó có quả lắc. Còn con size nhỏ thì nó chỉ có đến tầm này thôi các bác. Con size nhỏ thì nó chỉ có tầng 2 tầng thôi. Tầng mặt và tầng này và nó có quả lắc, nó giống quả lắc vai bò quá. 6 triệu 5 triệu 9. Các bác mua không có đây này. Con ông Tây đánh chuông xanh nhỏ thì lắc nó chỉ như thế này, nó chứ nó không phải lắc to quá nhé. Con này thì con các bác nhìn được biên độ của lắc, như con này thì nó có lắc ở chỗ này, nó lắc đi lắc lại để nó giấu. Nên là con ông Tây đánh chuông xanh nhỏ thì nó rất, em sẽ spa cho các bác lau qua vec ly cho các bác một lượt cho nó đẹp như các màu con trên này đúng không ạ, như các con màu trên này để cho đấy. Em là tri ân các khách hàng bao zin chuẩn chỉnh thì các bác nhớ nhanh tay con này. Giá này giá là thợ không mua nổi các bác nhé. Các bác cứ hỏi các anh thợ đi mua, chưa anh nào đi mua được giá 5 triệu 9 mà mua lẻ nữa các bác nhé. Anh thợ ít nhất mua chắc chục con thì chắc chưa có giá ý đâu. Tiếp tới đây thì em xin like một con công toi. Con này thì nó mang mã số 3 các bác nhé. Con này thì nó cao khoảng 1m50 các bác. Cao khoảng 1m50. Lắc là lắc đồng. Đúng rồi, lắc là lắc đồng hoa văn các bác nhé, lắc đồng. Tạ là tạ đúng gọi những cái tạ cổ. Những cái dòng này thì nó rất là sâu tuổi, có những cái dòng này thì nó rất là sâu tuổi. Nó tuổi đời nó khoảng tầm một khoảng 100 già 135 trở lên. Đời là đời cơ chế những cái đời đầu tiên của đồng hồ. Rồi với những cái đường họa tiết hoa văn có nhìn cho em rất là đẹp đúng không ạ? Nó như cổ lắc kê các bác nhá. Nhìn trông hoa văn họa tiết rất là đẹp các bác nhá. Thì em không biết là người Tây thì người ta dùng là người ta lắc kê hay là người ta có thể là phủ lớp sơn dưỡng lên thì nó được cái màu rất là bền theo thời gian các bác nhé. Và mặt nó thì đặc biệt là mặt men bông, nhưng mà vẽ là vẽ sơn các bác. Và cái mặt men bông này là một trong những mặt rất là giá trị. Các bác cứ chơi đồng hồ cổ các bác biết, những cái mặt men này chục triệu đúng không ạ?
những cái mặt men 3 lỗ khoảng chục triệu nhưng mặt men 2 lỗ này, mà men này là men dày đúng nhé. Đấy các bác nhìn men gõ cồng cộc luôn đúng không ạ? Sơn là sơn in chìm luôn các bác này. Các bác có thể lấy bút hoặc lấy dao các bác gạch không bao giờ sợ các bác nhé. Con này, con này sao có 1m15 này, 1m35 chứ. Nó khoảng tầm 1m rưỡi các bác nhé. Máy con này là một trong những cái cơ chế máy cổ và con này có cửa các bác nhé, con này có cửa. Nó có cửa giống con này các bác, nó có cửa đấy ạ, nó có cửa, em vừa mới bỏ ra em chưa kịp lắp vào. Cơ chế các bác, những cái cỗ bánh răng bánh xe thì cực kỳ là to. Và cái dây là đây là những cái dây chảo cổ các bác được người ta tết và lâu năm rồi vẫn rất là bền. Cái đời này là đời sơ khai của đồng hồ các bác, đời sơ khai, những cái đời đồng hồ nó mới sinh ra hay còn gọi là những cái đồng hồ vỏ sắt đấy ạ. Những cái đồng hồ vỏ sắt này thì nó sản xuất, những cái đời này nó sản xuất ra từ những cái đời lúc Odo, hãng Odo nó còn chưa sinh ra quá. Thì ngày xưa cái hãng Odo, cái ngày ông Odo Ben cũng được thừa hưởng của gia tộc cái hãng đồng hồ. Và cái hãng đồng hồ người em hay gọi là cái hãng đồng hồ vỏ sắt. Đầu tiên em không biết vỏ sắt như nào thì đây là những con đồng hồ vỏ sắt thôi nhé. Cái cơ chế của nó thì cũng rất là đơn giản. Bánh xe bánh răng của nó to, rất là to. Và cái lá gió cũng thế, nó to như cả cái chén luôn. Con này thì đánh chuông chén quá nhé, đánh chuông chén mặt men. Và con này các bác nhé, các bác cứ yên tâm, các bác có thể lấy bút, các bác có thể lấy bút các bác vẽ lên đúng, các bác tô lên hay các bác cào lên không bao giờ sợ xước, bởi vì là cái mặt men này nó rất là bền theo thời gian. Nếu các bác không làm rơi, không làm vỡ đúng không ạ, mình cũng như cái bát ăn cơm của mình rơi mình vỡ. Và cái này nó rất là cổ rồi, cái mặt men đã càng sâu tuổi nó càng có giá trị các bác nhé. Và cái viền này nó bằng đồng thì em không biết là người Tây người ta đúng không, người ta có lớp dưỡng người ta phủ lên hay là người ta lắc kê thì nó em cảm thấy nhìn nó rất là đẹp các bác ạ. Và bao nhiêu năm nó vẫn vậy các bác nhé. Con này thì em xin sale giá cực kỳ tốt, 8.800.000 các bác nhé, 8.800.000. Đây tạ, đây tạ cổ quá, đây này đúng không ạ, đây này lớp là lớp giữ gìn, vẫn còn các cái tem các bác này. Đây có cả tem số của bên Tây người ta gửi về này, 0076 các bác này đúng không ạ, đúng không? Bao nhiêu năm. Con này thì các bác biết vì sao mà màu của nó không phai mà vẫn còn màu sơn của tạ không ạ? Bởi vì là nó dùng bằng tay quay. Đây, nó dùng bằng tay quay. Nó quay như kiểu, nó quay bằng cái quay cung lông đó. Cái tay quay như kiểu tay quay tủ cây các bác. Nên là nó không cầm. Chứ những cái con tủ cây thì cầm tạ tay hay cầm vào tạ nó có việt han các bác. Và con số 5, cao nhất con số 5 thì đây là con tạ khúc. Bên em cũng mới về con này cao nhất. Tạ khúc này thì nó... À bên trên nó còn hàng còn tiện nữa các bác nhé, bên trên nó còn hàng còn tiện nữa, em quên mất em chưa lắp vào. Còn trên có mặt hàng còn tiện, em với cho anh mấy con tiện đồng kia. Vâng, để em xin đây các bác nhé. Thì để em có mặt hàng còn tiện đồng thì em sẽ lắp vào, em quên mất em không bỏ vào các bác. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây là hai con bên cạnh nhé. Đây là hai con bên cạnh này. Và con này con ở giữa các bác nhé. Bằng đồng luôn các bác nhé. Bằng đồng luôn rất là đẹp. Ớ, con này hình như không phải hay gì. Vâng, em sẽ lấy các bác nhé. Hay là con tiện bằng gỗ ấy. Hay chắc con tiện bằng gỗ dài dài. Em thấy con tiện bằng gỗ dài. Con này em thấy hơi lọc. Các bác nhé. Thì con này thì đây. Về zin nguyên bản đấy các bác nhé. Về zin nguyên bản. Mặt thì mặt... Mặt này bằng đồng, có cái mặt bằng đồng với những cái đường họa tiết hoa văn rất là đẹp đúng không ạ? Họa tiết góc đều bằng đồng hết đúng không ạ? Những cái vị thần các bác nhé, đều bằng đồng hết, mặt rất là sắc nét. Em rút máy cho các bác xem. Vâng, con này đặc biệt nó rất là dài luôn các bác này. Con này đến 1m05, có 1m05 là chưa có con tiện đấy ạ, chưa có con tiện. Vâng, em xin bỏ tạ ra các bác nhé. Con này thì nó 8 côn 8 búa, có nó chưa 8 côn 8 búa đấy. Mà dáng là dáng đuôi rất là to đẹp. Máy này máy đẹp này các bác nhé. Máy nhìn thấy không? Nó còn, vẫn còn zin được lá mía này các bác này. 8 côn 8 búa. Đúng rồi, lẹ kéo líp, nhíp nó so nó đánh thì rất là khỏe. Đánh nó rất là khỏe. Đây máy này các bác nhé. Máy FHS đây, máy vàng ươm các bác nhé. Ok, bạn lấy mặt vào. Đây các bác, côn nó dài này, 8 côn 8 búa dây đồng vẫn còn dài sượt sượt có nhé. Con này thì dáng nó là dáng to đấy các bác, dáng rất là to bệ vệ này các bác nhìn này. Đúng không ạ? Và nó đuôi của nó đuôi váy. Họa tiết này các bác, dưới là có vị thần Alat đúng không ạ? Vị thần Alat bằng đồng các bác nhé.
những cái bức vị thần Đà Lạt nào bằng đồng này nó được trang trí ở đây nó rất là ít, là hiếm. Thường thường là các cái con khác thì nhiều con nó không có đâu, nhưng cái con này thì nó được người châu Âu người ta gắn những cái đường họa tiết của thần Đà Lạt bằng đồng, họ nhìn trông rất là nổi khi mà cái quả lắc to kia đẹp, như khi nó lắc đi lắc lại nó lấp ló bên trong rất là đẹp đó nhé. Và con này thì chắc là nó có cả đúng không ạ, nó có cả tiện và lưỡi, chắc nó phải lên trên mét mốt một chút các bác nhé, ở gần mét hai, chắc em đo nhầm là gì đúng không, thì em phải đo lại mét năm là cầm cho anh cái này để đo ấn từ trên xuống. Nếu mà con tiện nữa nó phải đến tầm này, nó phải đến tầm 1m2 mấy, 1m khoảng 1m15 có nhé. Đúng ạ, nó gần mét 2. Đây là dòng to mà. Con này thì em xin sale với giá 7.500.000 này các bác này. Con to đấy các bác, con to 7.500.000. Không, con này thì giá cực kỳ là tốt luôn đấy các bác nhé, dòng 3 tạ. Và tiếp theo thì em xin nay con số 6 có nhé, con số 6, con này to đấy các bác, vừa to vừa đẹp. Đánh 3 tạ. Lâu lắm về con đẹp thế. Vâng, và tiếp theo thì em cũng xin nay một chiếc đồng hồ công toa. Con này thì nó rơi vào khoảng tầm 1m50 các bác, nó khoảng 1m50 vậy. Con này thì mặt men to, các mặt men to, con này thì họa tiết khá là đẹp luôn các bác này. Và em cũng xin thưa các bác là em còn đôi đẹp này là đôi cuối cùng thôi nhá. Còn em còn mấy con công toa xấu hôm nọ em nay, còn 1-2 con xấu xấu các bác nào có cần thì bên em like đây này các bác này. Nó còn một vài con nó chất lượng của nó chắc nó không bằng được mấy con này đúng không ạ? Con này thì đây các bác nhé, cũng cái lắc của nó rất là đẹp các bác, rất lắc là rất là đẹp, lắc đồng các bác, lắc đồng được người châu người ta dưỡng các bác, được người châu chắc người ta dưỡng hoặc là người ta giữ bằng một cái loại chất gì nhìn trông rất là đẹp luôn các bác này. Đồng trầm và đường hoa văn này có nhé, đường hoa văn họa tiết đây các bác này, cũng nhìn trông rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là lùi. Thì cái bức tranh của người châu này các bác nhé, cái bức tranh đẹp nhỉ, nhìn trông nó như nhìn như lắc kê không nhỉ. Cái bức tranh bằng đồng, bức tranh bằng đồng được người châu Âu này thì đây là hai cô con gái đang đung đưa cái xích đu, mà cái cây này thì nó như kiểu cái vòng này, nó như kiểu cái vườn nho hay là cái vườn cây đúng không ạ, hay là cái vườn hoa hồng, em thì không biết là hoa hồng hay là hoa, nhìn trong cái khung cảnh châu Âu rất là đẹp các bác, hay là những cái cây dây leo người ta trồng ở các vòm nhà mà nó gần như kiểu màu xanh xanh có hoa rất là đẹp có nhé. Đúng không, ở châu Âu thì các bác nhìn các nhà cổ thì đều như có những cái cây nó bám ở tường đấy các bác, nó giống các cây này, nó những cái cây cổ ở các nhà biệt thự cổ của Pháp, của Đức. Thì đây là một cô gái hoặc hay là người mẹ đang cầm cái dây đúng không ạ, đang cầm cái dây, và đây cái dây nó đang buộc vào cái xích này các bác, để kéo cho đung đưa. Nó đẹp từ những cái tà váy, từ những cái váy, từ những cái bàn tay ngón tay, cái mặt, và bên này cũng vậy, bên này chắc là ông bố có này đúng không ạ, ông bố đúng không, đây là mà nó mô tả một cái gia đình rất là hạnh phúc các bác nhé, rất là hạnh phúc, trông rất là đẹp. Thì em cũng xin quay bên trong, thì bên trong cũng là một cỗ máy rất là cổ, có nhá, cỗ máy rất là cổ. Và đây các bác nhìn cho em những cái đường dây chảo này các bác, đường dây chảo cổ nó trên 100 năm tuổi đời rồi nhưng mà nó vẫn rất là đẹp các bác, phải nói là đẹp lung linh. Đây những cái bánh xe và những răng rất là to đúng không ạ. Đây các bác nhìn cho em, đây đồng này các bác này, đấy đằng sau là đồng cổ này các bác này, đấy đồng này các bác nhé, nhìn trông rất là đẹp đấy ạ. Máy này các bác, các cái dây này các bác cứ dùng cho em 200 năm nữa các bác, với cái mức đồng cổ người Tây. Chén này có nhìn chén nó đánh thì khéo, nào các bác nào áp huyết cao thì các bác đi muốn lúc nào nó chuẩn bị đánh nhạc nó ra xa một tí nha các bác nhé. Đấy, đây là bác nào bị bệnh tim các bác nhé. Vâng, con này thì em xin sale với giá 9.000.000 thôi các bác, chi tiết rất là đẹp đúng không ạ. Các bác nào lấy cả đôi này thì có giá tốt đấy các bác nhé, bác nào lấy cả đôi này có giá cực kỳ là tốt, giá giật mình luôn đấy. Em quan sát vào không mấy khi mà mình gặp hàng đẹp được có nhé, không mấy khi mà gặp hàng đẹp mà mặt là mặt men các bác, đời là đời bút ký này các bác này. Và các bác có thể dùng cái bút của, dùng cái Google dịch của bác để dịch ra tiếng Đức, đây là tiếng Đức có nhé, để xem là người ta viết những cái gì kỷ niệm bên trên đúng không ạ, hay đời đời kỷ niệm đấy, rất là đẹp luôn đúng rồi. Cái những cái lắc này lắc đẹp nhất mà, những cái lắc kiểu tàu lá chuối này khi mà nó lắc đi lắc lại nhìn trông đẹp lắm, nhìn nó to là nó hoành tráng lắm, nó không còn gọi là lắc chắc nó như kiểu mấy cái quả lắc của con tạ khúc tạ lê nữa. Nó là đời cao cấp, và bên châu Âu thế, nó hay treo ở những cái cột nhà dinh thự lớn.
Tiếp theo thì em xin nay có 6 con đồng hồ nhỏ nhỏ, có 6 con đồng hồ nhỏ nhỏ. Thì tiếp theo tiếp tới thì em xin nay. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ con Odo. Thùng con này rất là to, có thùng con này to. Và em thấy một hàng côn thì chắc chắn con này là máy 10 rồi. Đây, thùng đây. Thùng gỗ vân gỗ thì rất là đẹp. Hai bên là hai bông hoa mắc ca có nhá. Hai bông hoa mắc ca. Con này thì vẫn còn kính đây quá, kính zin của nó em về có chưa gắn vào các bạn ạ. Này, kính vẫn còn cái đường cổ là các bạn đấy, với những cái đường viền dính vào gỗ có, còn chưa bỏ ra. Con này thì vẫn còn zin nguyên bản các bạn nhé. Về bên em thì chưa lau bụi, chưa lau dầu, chưa lau vỏ gì cả, nhưng mà được cái thì bên em hàng bên kia gửi về thì quát nhìn cho em. Các bác gửi nhìn cho em, toàn hàng chất lượng thôi ạ. Quên không bật điện từ nãy, các bác cứ nhìn tối om om mình đúng không ạ. Đây các bác, toàn hàng chất lượng, toàn hàng to có nhé. Con này thì nó có các tay lắm. Con này là một trong những mẫu thùng bè lớn các bác nhé. Một trong những mẫu thùng bè lớn. Đặc biệt là bên trên là có bông mắc ca và thùng vân veo của nó khá là đẹp rồi các bác này. Vân veo nó khá là nổi luôn. Con này thì là con máy 10 các bác, con máy 10. Đây là chiếc đồng hồ Odo 5410, chơi hai bản nhạc, đây tay nắm này các bác, zin nguyên bản. Lâu lắm rồi bên em mới về là con đồng hồ Odo 54. Con này giá tốt lắm các bác, có mười mấy thôi các bác, chưa đến 20 đâu các nhé. Nó chỉ hơn, nó chỉ đó, các bác quan tâm những con này các bác gọi điện cho em. Củ côn, đây, củ côn 121 có nhé, củ côn 121 chơi 6 côn các bác nhé. Máy 10, để còn con 54. Đúng ạ. Con này các bác điện cho em các bác nhé, các bác điện cho em. Con này thì con này con 5410 có nhá, kích thước là 70x50, mẫu thùng bè lớn có nhá, mẫu thùng bè lớn. Con này các bác quan tâm thì các bác gọi điện cho em sẽ báo cho bác giá thợ, giá cực kỳ là tốt các bác nhé. Tiếp theo thì em cũng xin deadline một chiếc đồng hồ, con này phải nói là cực kỳ là đẹp trong ngày hôm nay các bác. Đây hai con thùng này thì các bác nói thẳng là VIP các bác, một con máy 10, một con máy 8. Con này chiếc đồng hồ Odo 548 zin nguyên bản các bác nhé. Thùng 4 bông, một trong những mẫu thùng đẹp nhất của Odo dòng tầm trung các bác. Những cái thùng này thì những cái thùng này các bác nhé, những cái thùng này của nó là những cái mẫu thùng hiếm. Nói về đắt thì nó không đắt, những cái thùng này thì rơi vào khoảng tầm 6 triệu cái vỏ này thôi. Đúng ạ, 6 triệu vỏ này thôi. Nhưng mà để mà sở hữu 6 triệu cái vỏ này thì em thấy quá là rẻ và hợp lý. Những cái vỏ như này thì nó tầm trên 20 các bác, trên 20. Đúng ạ. Hoặc những cái vỏ kia thì nó cũng tầm khoảng đây, những cái con như cái thùng kia thì nó rơi vào tầm 4 triệu cái vỏ rồi. Con này tầm 6 triệu cái vỏ này thì em phải nói là được to và đẹp như thế này thì không phải đơn giản đâu nhé. Con này bác là có điều kiện múc thôi. Con này thì em sẽ báo giá các bác. Đây vỏ này các bác nhé, nhìn chung phải nói là một trong những cái dòng vỏ gọi là rất là đẹp các bác này, cực kỳ là đẹp. Kính là kính thủy hình trái tim zin nguyên bản. Mặt đây các bác nhé, mặt đây phải nói là mặt này phải quá là xuất sắc. Mặt zin nguyên bản và có đời bút ký, có đời bút ký. Con này máy đẹp này. Ôi trời, máy này các bác này. Con này phải nói là hiếm lắm, lâu lắm rồi em mới gặp cái máy có nhất đây này. Em phải nói là hiếm lắm và lâu lắm thì em mới gặp con máy. Và con máy này 54 đời máy vú, đời cao cấp nhất của đời máy các bác nhé. Con này cao cấp nhất của đời máy. Em rút cho anh một con máy trơn này. Em rút cho anh một con máy trơn cọc và một con máy vú. Đấy, ở trên kia. Và một con máy dâu để em, đúng không ạ, để em tải cho các bác biết. Đẹp dã man. Lâu lắm rồi mới về con này. Con này thì bộ máy ngoài thị trường nó đang rơi vào khoảng tầm trên 13 chút không nhé. Đây, bộ máy này nó, bộ máy này cũng là con 54. Nhưng con 54 này con 54 cọc ấy. Đây, 54 cọc này. Đấy, con này con 54 trơn, đời máy vú, chuyện chán. Con này thì nó đắt hơn con này khoảng tầm 1 triệu con nhé. Nó đắt hơn 1 triệu. Và con này nó đắt hơn con dâu nữa. Nó đắt hơn con 54 dâu khoảng 1 triệu nữa các bác nhé. Đấy, trong dòng 54 các bác, nên là các bác nhiều, các bác chơi, các bác nhiều lúc các bác cứ bảo tôi mua con 54 tuần này tiền, bộ máy con 54 tôi mua tuần này tiền, không phải đâu các bác nhé. Không ai, đúng không ạ, các bác người mua có thể nhầm, người bán không bao giờ nhầm, đúng không ạ. Nhưng mà dòng 54 đời máy vú này các bác, đời cao cấp nhất, các bác nhìn cái vách này, cái gì nó dày hơn, lực đánh khỏe hơn, âm hay hơn, đúng không ạ, đánh chắc hơn. Hơn nữa con này thì được người châu Âu người ta gìn giữ quá là chắc, quá là bền luôn, đúng không ạ. Các bác nhìn từ những cái vách váy, vách máy mặt, đúng không ạ, bao zin nguyên bản các bác. Con này thì không biết các bác có cần lau dầu không, có đẹp hay không, các bác nhìn cho cái bộ côn. Con này đánh 4 thép 4 đồng và củ côn là 101 có nhá. Con này riêng củ côn này thì đi vào, cũng đi vào lịch sử của, đúng không ạ, các bác nhìn củ côn này cũng phải đi vào lịch sử của dòng côn đẹp có nhá.
Các bác nhìn cho em những cái que đồng, những cái que sắt đúng không? Con này bên em về phải nói là, con này phải nói là tuyệt vời. Các bác là cố mà bỏ thêm vài trăm nghìn. Em cũng nói nhiều lúc ở bên ngoài thì những cái con đẹp, mấy con xấu nó chênh nhau cả tầm trên triệu quá nhé. Nhưng những cái con đẹp con xấu nó tầm trên nhau triệu, nhưng em cũng phải nói là tại sao người ta giữ gìn nó đẹp như thế, mà bộ máy đẹp thế, cái mặt đẹp thế, mà tại sao chỉ cộng so với con máy xấu khoảng 500 một triệu, mà trong khi đó con xấu thì nó còn dơ còn dão, và trong khi con đẹp như thế này đúng không ạ, nó còn không các cái lốt lốt trục đúng không ạ, những cái lốt trục hay là những cái đúng kể cả lỗ hoen mờ đúng không ạ, hay là màu đồng nó còn chưa xuống màu, nó chưa bị han gì, mà tại sao nó chỉ chênh nhau một tí mà hơn nữa nó ở trong thùng này. Con này giá cực kỳ tốt, có gọi điện cho em có nhé. Tiếp theo thì em xin like, đây là một chiếc đồng hồ Zizot các bác nhé, một chiếc đồng hồ Zizot mặt cười các bác nhé, mặt cười kích thước là 45x55. Con này thì kim như kimono quá, kim như đời kimono luôn, đời như đời kimono 54 và con 30 các bác, 30-36. Con này thì hai bên là bông mắc ca các bác, kính là kính mặt cười các bác nhé. Con này là củ côn treo quá nhé, đây là củ côn treo. Và mặt đây các bác nhé, mặt con này thì nâu thì sạch các bác, hơi lấm lem một chút đây. Con này là đời máy hợp kim trắng quá nhé, đời máy hợp kim trắng. Chơi hai bản nhạc, đúng không? Đấy, cần chuyển bài. Cần này thì em thấy hơi lạ, không biết là Tây, đây, zin nguyên bản về Việt Nam còn chưa ai sờ mó các bác ạ. Đúng không ạ? Cần chuyển bài thì cái cần chất này thì em thấy hơi lạ, của hãng làm ra hay là Tây là hay là gãy nó làm vào, như em nghĩ là chắc là của hãng làm ra này các bác. Đấy, trông rất là lạ. Đây, máy hai bản nhạc có cần ngắt chuông quá nhá. Máy này là máy đời ở kim trắng và lau dầu con này bảo hành cho các 35 có nhá. Đấy. Cần vồ búa thẳng tắp đúng không ạ? Vẫn còn các bác nhìn những cái vết trục này thì chưa có vết quá nhá. Hầu như chưa có vết cài, chưa có vết chầy. Thì em nghĩ là con này còn chưa mở máy lần nào các bác. Tay này dùng nó bền các bác. Đây các bác nhìn cho em những cái trục này. Đấy, củ côn treo có nhé. Ok, mình xuống. Con này hai bản nhạc, cái con máy lớn hai bản nhạc ấy. Em xin, và nó là thùng bè to có nhé. Em xin sale với giá 3 triệu. 3 triệu mấy các bác? 3 triệu 5 hay 3 triệu 4? 3 triệu 500 nghìn. 3 triệu 500 nghìn mà nó chơi hai bản nhạc ấy có nhé. Mà sale luôn 3 triệu 4 cho các bác mạnh tay luôn. Hôm nay cứ là mạnh tay luôn các bác. 3 triệu 400 nghìn con Zizot hai bản nhạc, máy lớn. Tiếp tới thì em xin like một chiếc đồng hồ. Chiếc này chiếc Odo 62, đời là đời gọng đen. Con này thì phải nói âm cực kỳ hay, một trong những loại âm hay nhất và dòng cao cấp nhất của đời Odo 62 các bác nhé. Đời này thì nó là đời gọng đen, đời là đời đầu các bác nhé, đời đầu nên âm của nó rất là hay, thùng 4 bông. Các bác tìm mà chơi được những cái con nào mà qua được âm những cái con này thì nó rất là hiếm quá nhé. Con này thì âm của nó rất là phê luôn. Lấy cho được con. Vâng, các bác để em lên cót nhé. Cầm. Con này này. Đây. Tôi đang cầm. Đang cầm máy quay mà cứ như là cầm điện thoại. Vâng. Âm hay nhỉ bao nhỉ? Ít khi gặp bộ côn hay này lắm các bác. Ok quá nhé. Âm điểm rồi. Nhiều con 54 và nhiều con 30 không đánh lại được con này đâu các bác nhé. Đây là những cái con Odo 62 đời đầu.
Các bác biết nhận biết đời đầu là như nào ạ? Tất cả củ côn thì đều là củ côn 121. Con này thì in dòng chữ dập hơi mờ các bác này, nên là nó không lộ rõ các bác. Nhưng đây này, chỗ là số 2, số 1 nó hơi mờ các bác nhé. Nhưng với để gặp được cái bộ côn mà hay như này, đúng ạ. Và các bác đời ti đắng thì bao giờ côn nó âm nó rất là hay các bác nhé. Và nhận biết được cái ô đô đời đầu nó như thế nào thì đây các bác, đây là những cái gọng đen các bác. Thường thường những cái đời sau nó là ô đô gọng trắng các bác nhé. Đời sau là những cái ô đô gọng trắng, vách thì là mỏng hơn, và các cái cần này cũng là cần trắng. Còn đời cuối cùng của đời 62 là vồ, nó vồ nhựa. Đời cuối cùng là vồ, cuối cùng là vồ nhựa gọng trắng các bác nhé. Và vách này thì mỏng hơn, và nhìn cái màu vách thì nó nhạt hơn. Nhưng con này thì đời đầu quá, đời đầu là đời đầu tiên đấy ạ, nên là âm của nó rất là hay. Con này thì được sản xuất những năm 1960 các, 1960. Như là năm 62 mang sang Việt Nam. Còn thực ra những cái đời 62 và về sau mà vồ nhựa, vồ trắng nó sản xuất năm 9 mấy các, năm 8 mấy, 9 mấy. Đời cuối cùng của nó là những năm là nó đóng thẳng bốn chủ vách máy. Con này thì em sale 10 triệu 300 nghìn quá. Thùng 4 bông. 10 triệu 3 bao dầu. 10 triệu 3 nguyên bụi thôi, bao dầu có mà toang các bác. Đấy. Ai bán được cái giá này? Con số 10 nhá. Vâng, con số 10 có nhé, con số 10. Tiếp theo thì em xin like một chiếc đồng hồ. Vâng, chiếc này là chiếc Zuza, thùng 4 bông. Nhìn bông toàn những chùm nho, trông rất là duyên quá. Rất là duyên. Và hai bên là thùng cánh bướm các nhé. Với những cái đường chỉ rất là đẹp. Lắc đây các nhé. Mặt đây, mặt Zuza, một trong những mặt rất là đẹp các bác này. Côn là của côn óc xanh, đúng không ạ? Rồi nhìn xanh bộ đội các bác nhé, 8 côn xanh mướt. Và em xin quay máy các bác nhé. Vâng, con này vách đồng, 8 côn 8 búa. Đấy, hôm nọ có bác nào hỏi Zuza các bác. Hôm nọ có bác nào hỏi Zuza thì gặp những cái con này thì phải nói cực kỳ là tốt luôn các bác nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Ok. Thùng đẹp đấy các bác nhé. Vâng, chiếc này thì em bán giá tốt thôi. Em xin sale với giá 4 triệu 400 nghìn các bác nhé. 4 triệu 400 nghìn một con Zuza thùng bè 4 bông này các bác. Đẹp như thế này không chơi chơi con gì nữa các bác. Ai thị trường ai bán cái giá này, thợ còn đi mua còn mệt các bác. Thùng rất là đẹp luôn. Thùng 2 triệu. Tiếp tới đây thì em xin like một chiếc đồng hồ. Chiếc này chiếc đồng hồ Odo 30 các bác. Chiếc đồng hồ Odo 30 chuyện chám thùng khum các bác nhé. Thùng khum với đặc điểm nhấn hai bên là hai bông hoa mắc ca, kính rào là dài ma rào, kính thủy may quy các, kính thủy may quy. Con này thì thùng Zinodo trông rất là đẹp đúng không ạ? Mặt đẹp, thùng đẹp. Đấy, mặt chuyện Odo ấy, Sonodo của Webmington. Vâng, thì con này thì bên em bao lau dầu các, bao lau dầu. Nên các bác yên tâm, bên em thì bạn đã lau dầu hết. Em để lên để nghe thử âm. Vâng, em sẽ gửi cho các bác nghe một. Đây các bác nghe thử âm giúp em các nhé. Con này thì nó đánh ầm ầm rồi, đúng không? Sảng quá. Vâng. Nó đợi em chút. Nghe có chưa? Vâng, con này thì nó hơi két dầu các bác nhé. Thì con này em bao nó dầu cho các bác thì yên tâm. Đừng, không cần đánh. Đánh nó lại cứ chạy cái kim giờ, điểm giờ này. Em vừa xong em để lầm ra các bác, nó đang chạy ngon lành thì em để lầm ra nó lại ngại các bác, nó nhìn thì các bác nó ngại. Con này thì đánh 8 côn đồng nên gông đồng nó đánh rất là ngân các bác. Thường thường công đép thép này nó rẻ hơn công đồng. Công đồng thì đắt hơn công thép khoảng cả triệu các bác nhé. Các bác nghe giúp em. Thank you.
ông các bác đợi em chút để em chỉnh âm các bác nhé. Hôm nay nó ngại các bác. Mọi hôm em thấy thử nó đánh hay lắm các bác. Chắc là hạt xốp cái gì. Nhiều lúc đóng gói các bác nhé. Nhiều lúc đóng gói cũng vậy. Có các hạt xốp vào thì nó vướng vào quá. Nó cũng làm kẹt đánh xe quá. Khác. Vâng, con này thì em xin sale với giá 12.800.000 là bao lau dầu quá nhé. Âm con này thì đảm bảo nghe hay phê quá nhé. Chiếc đồng hồ đô 30 các bác nhé. Giá con này cực kỳ là tốt đấy các bác nhé. Rất là tốt so với ngoài thị trường. Đấy, em rút máy quên, không rút máy ra cho các bác xem. Đấy, thử đẹp, máy đẹp. Côn đồng. Dòng côn đồng này nó chất lượng hơn dòng côn thép rất là nhiều quá nhé. Âm nó hay. Đánh âm hay. Con này cũng là đời máy vú quá nhé, chuyện chán đấy các bác này. Đây móc và bật còn trả ra. Đúng ạ, máy rất là đẹp đấy, đúng ạ, đời máy vú quá nhé. Nó đắt hơn đời máy cọc rất là nhiều. Mà giá bao nhiêu? Có 12.800.000 bao lau dầu, còn có 12.500.000. Con này bên em bán chắc chắn là lỗ rồi các bác nhé. Đấy, máy đẹp luôn các bác nhé. Nhìn máy móc rất là hoàn hảo. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác nhé.